Vâng, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến vào kênh YouTube của cửa hàng Honda Đức 10. Và hôm nay Lộc sẽ quay cho các bạn tất cả những phiên bản của dòng xe EB150, bao gồm bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và phiên bản giới hạn đã có mặt đầy đủ tất cả màu tại cửa hàng Honda Đức 10. Kế tiếp Lộc sẽ báo giá về dòng xe EB150 nha các bạn. Và cái chương trình đặc biệt hơn nữa, ưu đãi chỉ có tại cửa hàng Honda Đức 10. Đó là chương trình mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi, lãi suất 0% nha các bạn. Thì trước mắt các bạn đây là những phiên bản tiêu chuẩn của dòng EB150. Đối với dòng EB150 bên cửa hàng Honda Đức 10 đã có đầy đủ tất cả phiên bản màu cho các bạn lựa chọn luôn. Thì hôm nay Lộc sẽ cập nhật cho các bạn 3 phiên bản màu, tại vì bản màu xám hiện tại bên cửa hàng mới bán hồi sáng nha các bạn. Đối với phiên bản 150 á, bên Honda sẽ cung cấp cho các bạn là 4 phiên bản màu. Thì trước mắt các bạn đây là phiên bản màu xanh của 150 nha các bạn. Phiên bản màu xanh của 150 á, và phiên bản màu đỏ, màu đen tại cửa hàng Honda Đức 10 còn rất là nhiều xe để cho các bạn lựa chọn luôn. Riêng phiên bản màu xám, nếu các bạn đang có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của cửa hàng, Lộc sẽ chuẩn bị xe cho các bạn. Xe đang chuyển về nha các bạn. Thì đối với dòng AB150 các bạn, nó sẽ là dòng xe Taiga 150 cải tiến nhất của Honda. Và đối với những dòng xe cùng phân khúc thì như các bạn cũng đã biết, thì dòng xe AB150 là một trong những dòng xe cực kỳ là êm ái và động cơ cực kỳ là mạnh mẽ nha các bạn. Đối với phiên bản 150 các bạn, hiện tại thì bên cửa hàng Honda Hồng Đức 10 sẽ đang có chương trình cho các bạn cực kỳ là ưu đãi và cực kỳ là hấp dẫn luôn. Thứ nhất, các bạn sẽ được bảo hành xe AB này lên đến là 5 năm hoặc là 50.000 km. Cái chương trình đó chỉ có tại cửa hàng Honda Hồng Đức nha các bạn. Kế tiếp nữa là, như các bạn cũng đã biết, thì dòng AB150 là phiên bản, nói chung là nó sẽ đảm bảo an toàn hơn cho các bạn so với những dòng xe cùng phân khúc khác 150 của các nhà sản xuất khác. Thì đối với phiên bản 150 nó sẽ được trang bị cho các bạn một cái thắng ABS cực kỳ là an toàn cho các bạn luôn. Đối với phiên bản Taiga 150 tại của Honda thì dòng AB150 sẽ đảm bảo cho các bạn về mặt an toàn hơn so với những dòng xe khác nha các bạn. Đặc biệt là dòng xe Vario hoặc là dòng xe những dòng xe khác. Kế tiếp thì cái phiên bản màu đỏ đô là phiên bản truyền thống màu đỏ của Honda. Thì đối với phiên bản 150 màu đỏ của Honda này các bạn nhìn cực kỳ là sang trọng và cực kỳ là lịch lãm mạnh mẽ luôn nha các bạn. Và kế tiếp là dòng AB150 bên cửa hàng Hồng Đức 10 sẽ bảo hành cho các bạn lên đến là 5 năm hoặc là 50.000 km. Và đặc biệt hơn nữa thì cái chương trình mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi, các bạn sẽ được hỗ trợ với lãi suất cực kỳ thấp, 0% lãi suất, chỉ có tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 nha các bạn. Và hiện tại thì bên cửa hàng Hồng Đức 10 sẽ có cái chương trình cho các bạn ưu đãi hơn nữa. Đó là mình sẽ được lên hồ sơ online và nhận xe tại cửa hàng, và bên cửa hàng sẽ có chương trình giao xe tận nơi miễn phí cho các bạn luôn, cực kỳ là tiết kiệm thời gian cho các bạn. Các bạn sẽ được lên hồ sơ online, được hỗ trợ mua góp với lãi suất 0%. Và nếu các bạn đang có nhu cầu sử dụng vào dòng xe AB này và những người thân của mình đã từng sử dụng xe tại cửa hàng Honda Hồng Đức, thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm cái phiếu ưu đãi quà tặng là mua xe Alex lần 2, sẽ được hỗ trợ giảm giá trực tiếp với giá xe là 1 triệu đồng. Kế tiếp, nếu các bạn đang có nhu cầu đổi xe, thu xe cũ đổi xe mới, thì bên cửa hàng Hồng Đức 10 sẽ có thêm chương trình cho các bạn là ưu đãi giảm ngay 1 triệu đồng khi các bạn mua dòng xe mới, đặc biệt là dòng xe Black. Thì đối với phiên bản dòng xe Black này các bạn, thì hôm nay mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho các bạn về những phiên bản màu ha. Thì đặc biệt là phiên bản của AB150 thì bên Hồng Đức 10 sẽ có đầy đủ cho tất cả các bạn luôn. Kế tiếp nữa, khi các bạn tham gia xem YouTube tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10, các bạn hãy để lại số điện thoại, họ tên hoặc là tên và số điện thoại 4 số cuối, và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với nhân viên. Thì các bạn để lại cái dòng xe các bạn đang tham gia mua, thì đặc biệt đối với dòng xe Alex, các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 500.000 đồng tại cửa hàng Honda Đức 10 nha các bạn. Kế tiếp là cái phiên bản Alex 150 màu đen bóng. Thì như các bạn, nếu các bạn đang yêu thích cái dòng Alex 150 và đặc biệt yêu thích cái màu đen cực kỳ là sang trọng, đen bạc này, thì các bạn sẽ sở hữu một chiếc Airblade 150 thì cực kỳ ưu đãi nha các bạn. Chương trình thì giống như Lộc vừa báo, bảo hành xe lên đến 5 năm hoặc là 50.000 km. Mua xe Airblade lần 2 sẽ được giảm giá 1 triệu đồng. Tham gia bình luận buổi trên trang YouTube của cửa hàng Honda Hồng Đức 10 sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 500.000 đồng. Và thu xe cũ đổi xe mới sẽ được giảm giá thêm 1 triệu đồng đối với dòng xe Airblade. Ngoài ra thì các bạn sẽ được hỗ trợ cái gói quà tặng trừ trực tiếp với giá xe là 3 triệu đồng nữa nha các bạn. Thì đối với phiên bản Alex 150 này các bạn, nó sẽ sử dụng cái động cơ cực kỳ là êm ái luôn, và các bạn sẽ yên tâm về cái vấn đề mà xe tay ga ăn xăng giống như các bạn đã xem hồi trước nha. Thì đối với phiên bản Alex
Hiện tại thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ cái Honda, nó đã trang bị cho các bạn thêm cái hệ thống phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu, và đặc biệt nữa là động cơ ESP mới thì nó tích hợp 5 công nghệ mới của Honda, nên xe vận hành cực kỳ là êm ái, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu đối với dòng xe Taiga 150 E-Black nha các bạn. Và kế tiếp đó là dòng xe E-Black 150 các bạn, bên Honda sẽ trang bị cho các bạn thêm một cái phiên bản, đó là phiên bản đặc biệt. Thì bản đặc biệt thì hiện tại nó sẽ khác so với những phiên bản tiêu chuẩn. Thứ nhất thì về cái màu sơn, về màu sơn của dòng E-Black 150 bản đặc biệt á, nó sẽ được trang bị cái màu cực kỳ là đặc biệt, là phiên bản màu xanh nhám nha các bạn. Thì đó là phiên bản màu xanh nhám, thì nó sẽ đối với bản đặc biệt nó chỉ có một màu duy nhất là màu xanh nhám. Và thứ hai nữa, các bạn sẽ phân biệt về cái phần tem, tem xe nó sẽ được trang bị một cái logo 3D kỳ. Và các bạn một các bạn hiện tại một 50 bản đặc biệt cũng giống như những chương trình Lộc vừa báo là sẽ được bảo hành xe lên đến 5 năm nè, mua góp và lãi suất 0%, thu cũ đã mới giảm ngay 1 triệu đồng, lên hồ sơ online và nhận xe tại cửa hàng. Khi các bạn tham gia bình luận trên trang YouTube của cửa hàng thì sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 500.000 đồng nữa nha các bạn. Và cái gói lãi suất trả trước như thế nào và cái giá nó ra sao thì một chút xíu nó Lộc sẽ báo cụ thể cho các bạn. Và kế tiếp là mình sẽ cùng chiêm ngưỡng về cái phiên bản E-Black 150, phiên bản giới hạn của Honda vừa mới ra mắt nha các bạn. Thì hiện tại phiên bản giới hạn nó sẽ khác với những phiên bản khác, là nó sẽ được trang bị cái logo màu đen, logo 3D màu đen, và kết hợp với cái tem cam đen cực kỳ là nổi bật trên cái màu xám xanh của dòng xe E-Black 150 nha các bạn. Thì ở phía trước nó cũng sẽ có cái tem, và phía sau nó cũng sẽ được trang bị cái tem trải dài theo thân xe, là sử dụng cái chữ E-Black màu đen và cái tem Limited là phiên bản giới hạn của Honda. Thì đối với phiên bản giới hạn này, hiện tại sau khi các bạn được hỗ trợ những chương trình như Lộc vừa báo, thì dòng xe E-Black 150 phiên bản giới hạn và những phiên bản E-Black 150, giá sau khi cửa hàng hỗ trợ cho các bạn, giá nó chỉ từ 58.790.000 đồng. Và các bạn hiện tại nếu như các bạn đang có nhu cầu mua xe trả góp, thì đối với dòng xe E-Black các bạn sẽ trả trước từ 30% giá trị xe. Mình sẽ được hỗ trợ là sẽ trả trước từ 18.300.000. Các bạn sẽ góp trong vòng 12, 15 và 18 tháng. Nếu 12 tháng các bạn chỉ góp là 3.747.000 đồng, 15 tháng thì các bạn chỉ góp là 3.049.000, và 18 tháng là sẽ góp là 2.577.000 đồng. Thì các bạn sẽ sở hữu được một chiếc E-Black 150 cực kỳ là bền bỉ, sang trọng, tiết kiệm nhiên liệu, và đặc biệt hơn nữa về độ an toàn, được trang bị thêm cái thắng ABS nha các bạn. Đây là cái thắng ABS. Thì như Lộc vừa báo, của dòng xe E-Black, tất cả phiên bản tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 là dòng xe E-Black 150, chương trình khuyến mãi như Lộc vừa báo. Và nếu các bạn thấy video của cửa hàng Honda Hồng Đức 10 hay, các bạn hãy like và chia sẻ để những người thân của mình đang có nhu cầu sử dụng một chiếc xe E-Black, một dòng xe Taiga 150 đảm bảo về mặt an toàn, thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của cửa hàng hoặc là số điện thoại của Lộc. Và hiện tại thì Lộc sẽ xin nhắc lại về cái chương trình khuyến mãi đặc biệt tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 và những dòng xe E-Black 150 này các bạn. Hiện tại ở Sóc Trăng nó đã không còn nhiều xe để cho các bạn lựa chọn nữa. Riêng hệ thống hết Hồng Đức 10 sẽ còn đầy đủ tất cả phiên bản màu cho các bạn lựa chọn luôn. Và nếu các bạn hãy để lại bình luận là mình sẽ để lại số điện thoại nè, tên và dòng xe các bạn mua, thì đối với xe số các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá là 300.000 đồng. Xe Taiga và xe công tay sẽ được hỗ trợ giảm giá là 500.000 đồng trực tiếp vào giá xe nha các bạn. Và Lộc xin nhắc lại là chương trình khuyến mãi hiện tại ưu đãi tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 đối với dòng xe E-Black là các bạn sẽ được bảo hành xe lên đến 5 năm hoặc là 50.000 km, mua xe trả góp, lên hồ sơ online và nhận xe tại cửa hàng. Đặc biệt chương trình mua góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi, lãi suất 0%. Và nếu các bạn